Thì trước hết là tôi chỉ cho các bạn đâu là nguồn sung ở trên cái bo này nhé. Rồi tháo cái này cho đỡ vướng. Các bạn đâu là nguồn sung, chúng ta không cắm điện thì không cần tỏa nhiệt. Thì chúng ta thấy là nhận biết nguồn sung dễ nhất là thông qua các cái cuộn dây này. Tuy nhiên cũng không phải tất cả các cuộn dây đó là nguồn sung. Ví dụ đây là bốn cuộn dây của cái đường ra loa, đúng nhỉ? Thì nó không phải nguồn sung. Và đây là tất cả các cuộn dây nó sát nhau như này, sát nhau như này, nó đi với con IC này. Thì đây là cái nguồn sung của cái mạch màn hình nhá, để cung cấp cho màn hình. Thì cái này chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Cái này thực ra nó ở trên cái máy có Boticon nhá. Nhưng mà tuy nhiên ở cái màn TV Samsung 4K này thì người ta không sản xuất Boticon. Cái bo này là Boticon của màn của Trung Quốc, nó thay rồi. Nguyên bản của cái TV này này là nó có một cái cáp duy nhất này, nó đưa lên tận pallet luôn. Nó không có cái bo này. Thì lúc đó cái nguồn nó đẩy xuống đây này, để nó cung cấp điện cho pallet. Như vậy là chúng ta loại trừ bốn cái này của tiếng này, loại trừ bốn cái này của màn hình nha, thực tính sau này. Thì như vậy là tất cả những cái chỗ khác thì nó là nguồn sung. Ví dụ đây là một cuộn dây này, đây là một cuộn thứ hai này, đây là cuộn thứ ba này, đây là cuộn thứ tư này, đây là cuộn thứ năm này, đây là cuộn thứ sáu này. Như vậy là cái bo này nó sẽ có 6 cái nguồn sung đấy. Thế thì trong quá trình mà chúng ta sửa một cái bo này mà chúng ta muốn kiểm tra xem nguồn nó có ra đầy đủ hay không, thì chúng ta chỉ việc cắm điện và đo vào chân các cuộn dây này thôi. Khi chúng ta mới cắm điện mà chúng ta chưa bật điều khiển từ xa mà chúng ta đo điện áp nào nó có thì ta bảo đấy là nguồn standby nhá, nguồn chờ. Còn khi chúng ta cắm điện rồi nó mới có thì đấy gọi là nguồn thứ cấp nhá. Thì bây giờ tôi đo cho các bạn xem. Ví dụ như này. Tôi cắm điện vào. Đây đang cắm vào đây đúng không? Bây giờ tôi chỉ cần cắm điện vào cái này. Khi mà sau khi bật điều khiển từ xa thì nó có thêm cái nguồn này, cái nguồn này là cái nguồn chính của con IC tổng. Riêng cái nguồn này nó ăn dòng cấp cho IC tổng lớn nhất, còn những cái nguồn khác thì nó nhỏ thôi. Thì bây giờ chúng ta đo nhé, chúng ta quan sát này. Đây có 5V nhé, 5V ở trong trạng thái máy chưa bật thì gọi là 5V standby nhé. Đây là 0,86V này. Tuy nhiên cái nguồn này là nguồn thứ cấp. Bây giờ chúng ta lại phải cắm cái, tôi mượn cái bo hiển thị này để chúng ta nhìn cái đèn để biết là cái đèn này nó ở trạng thái standby thì cái đèn này nó sẽ đỏ. Trạng thái standby thì cái đèn này nó đỏ. Và là một cái, thứ hai là màn sáng không có. Thế còn nếu mà chúng ta bấm đây này, nó sẽ lên màn sáng này. Lên màn sáng này, đúng không? Lên màn sáng này. Thì đây là cái chế độ nó chạy nhé. Bây giờ chúng ta tắt nó đi này. Chúng ta để chế độ chạy trước, chúng ta đo nhé. Đo đây là đo để chúng ta biết được cái các cái điện áp nó nằm ở đâu. Đấy. 5V này nhá. 1,8V này. Thì tôi giới thiệu luôn các cái điện áp này nhé. Áp 5V này này, nó vừa là điện áp chờ, nó vừa là áp thứ cấp nhá. Nó vừa là áp thứ cấp. Áp này nó sẽ cấp cho chủ yếu là các cái cổng USB này, cổng HDMI này nhá. Và một số máy thì nó cấp cho cả IC tổng đấy, cho nên là nhiều con nó chết cái 5V này nó vẫn chết IC tổng như thường.
nhưng mà chủ yếu là cấp cho mấy cái cổng này thôi này, cổng USB với cổng HDMI này. Thế còn app chỗ này là 3,3V, thì đây chính là 3,3V standby này nha. 3,3V standby này mà đồng thời nó không có cái nguồn thứ cấp nữa thì nó lại dùng cho nguồn thứ cấp luôn, nó vừa là standby nó vừa là thứ cấp luôn nha. Thì cái con này nó cấp cho IC tổng một đường này, nó cấp cho các IC ví dụ như là con MC này là cũng ăn 3,3V này nha. Còn tiếng này cũng ăn 3,3V này. Đấy. Còn mạng nếu có thì cũng ăn 3,3V nhá. Còn con này nó mạng nó tích hợp bên trong IC tổng này rồi thì thôi. Đấy. Tiếp theo là cái điện áp 1,8V, đúng không? 1,8V. Thì cái 1,8V này chúng ta tắt tắt máy đi mà nó vẫn còn thì cũng gọi là 1,8V standby, nhưng đồng thời cũng là 1,8V thứ cấp. Thì cái áp 1,8V này là nó cấp cho con IC EMMC này này. Như vậy là con EMMC này nó ăn hai điện áp 3,3V và 1,8V nhá. Tiếp theo này. Đây là cái điện áp 1,49, 1,5V này. 1,5V này cấp cho IC tổng và RAM. Còn 3,3V cấp cho IC tổng và MMC, 1,8V cũng cấp cho cả IC tổng nhé và MMC nhé. IC tổng này là nguồn gì nó cũng có vào đây nhé, nguồn gì nó cũng đi vào IC tổng này hết nhé. 1,1V thì cái nguồn này cấp cho IC tổng, nguồn này nó gọi là nguồn chính thứ hai đấy, nguồn chính thứ hai đấy. Còn nguồn này là nguồn chính ăn dòng lớn nhất này, nó gọi là nguồn, người ta còn gọi là nguồn, người ta còn gọi là nguồn Vcore, tức là nguồn cấp cho nhân con chip nha. Nguồn này là nó có dòng lớn nhất. Ví dụ như là nếu mà chúng ta mà đo dòng cái nguồn này nó đi ra IC tổng này nó có thể lên tới 5 đến 7 ampere. Nguồn này lớn nhất, cho nên là khi cái nguồn này nó có một cái là IC này nó nóng rất nhanh. Trôi qua cái chip như này rồi mà tôi sợ nó còn nóng rát tay. Nha. Cái nguồn này khi nó chạy thì nó ăn dòng rất lớn nha. Cái nguồn này nó gọi là nguồn Vcore. Đấy, thì nguồn này nó chỉ cấp cho mỗi con chip không thôi, phục vụ mỗi con chip, mỗi con IC tổng này thôi. Thế còn nguồn này cũng là nguồn cấp cho IC tổng không thôi nhá, không thôi. Và nguồn này là nguồn phụ, nguồn này là nguồn Vcore chính, nguồn này là nguồn phụ cấp cho IC tổng không. Tôi nhắc lại thêm một chút nữa, 5V này chỉ cấp cho các cổng này là chính, 3,3V này cấp cho IC tổng và EMMC, 1,5V này cấp cho IC tổng và RAM, 1,1V này là nguồn phụ của IC tổng, 0,86V là nguồn Vcore là nguồn chính của IC tổng. Đấy. Bây giờ chúng ta tắt điều khiển từ xa đi, tắt máy đi, thì các cái nguồn nào nó mất thì chúng ta gọi nó là thứ cấp. Đấy. Thì ở máy Samsung này có mỗi cái nguồn Vcore là nó mất thôi, và nguồn của màn hình nó mất. Nguồn của màn hình nó mất thì hiện nay là do cái máy này nó đang thay bằng cái màn hình có T-Con đây, cho nên người ta cắt cái đường nguồn vào đây, cho nên là khi bật máy nó cũng không có mà tắt máy nó cũng không có. Thế còn khi tắt máy như này mà cái máy nguyên bản cũ của nó thì nó tắt cái nguồn này đi này, nguồn màn hình và cái nguồn Vcore này đi này. Cái nguồn Vcore này thì để sau một lúc đây này, bây giờ nó mới mất này nha, bây giờ nó mới, sau được khoảng 30 giây thì nó mất, nó về không. Thế còn tất cả các nguồn khác nó lại vẫn còn. Đấy, các bạn thấy có đặc điểm này, vẫn còn. 1,1V vẫn còn, 1,5V vẫn còn, 1,8V vẫn còn, 5V vẫn còn, 3,3V vẫn còn. Đấy. Những cái máy khác ấy, thì nó chỉ để lại cái 3,3V standby thôi. Ví dụ như là Sony hay là LG nó chỉ để lại 3,3V standby thôi. Yeah. Nhưng anh này thì anh để lại gần như đủ. Ngắt mỗi cái nguồn này đi này. Mỗi nguồn này đi này. Ồ, vẫn còn. Lúc nãy mình đo chưa? Tức là sau, thế này phải sau hơn một phút nó mới mất. Đấy, nó ngắt mỗi cái nguồn này đi thôi. Đấy, điều này có nghĩa là chúng ta để cắm điện qua đêm thì tất cả các nguồn khác nó vẫn còn. Mất mỗi cái nguồn Vcore cấp cho chip là nguồn này.
Thế thì tôi lấy giả sử trong quá trình chúng ta sửa chữa, chúng ta thấy một là cái đèn báo này nó không có này, hai là cái đèn báo này nó nháy này, là nó báo lỗi nguồn này, đang báo thiếu nguồn này nhá. Tôi lấy ví dụ bây giờ tôi đánh hỏng cái nguồn này thì bật điều khiển lên một cái là nó sẽ nháy cái đèn này, nháy cái đèn này, hoặc là trong những cái nguồn này này 1,1V nó mất thì có khi nó nháy cái đèn này, này. Đấy, thì lúc đó chúng ta sẽ đi kiểm tra. Tôi lấy ví dụ kiểm tra thấy nguồn này nó mất thì bây giờ chúng ta mới đi tìm nguyên nhân để chúng ta sửa. Đấy, khi mà chúng ta sửa cái nguồn này thì chúng ta kiểm tra điện áp gia, đầu tiên là chúng ta chỉ việc đơn giản là chúng ta đo vào chân cuộn dây thôi, thấy nó còn hay mất. Nếu như nó còn còn ở đây bao nhiêu là đúng thì cái này thực ra là như này, thực ra là bao nhiêu là đúng thì chúng ta thường là phải so với một cái máy nó chạy. Nếu như chúng ta không biết, đúng không? Nếu như chúng ta không biết rõ ràng chúng ta phải so với cái máy chạy. Tôi lấy ví dụ các bạn sửa lần đầu tiên, các bạn sửa cái bo này đi thì rõ ràng các bạn làm sao biết được cái điện áp này nó ra bao nhiêu vôn, đúng không? Hay nó ra 1,1V là nó có đúng hay sai? Nếu mà nó ra 1,5V thì đúng, đúng rồi đấy nhá. 1,8V là đúng rồi đấy, 1,5V là đúng rồi đấy. Nhưng 1,1V ấy, bởi vì cái 1,1V này nó không có quy định chung. Anh này 1,1 nhưng anh khác là 1,2 cơ, anh khác lại là 1,3 cơ. Nên là đôi khi phải có những trường hợp là một là mình sửa quen rồi thì không nói, cái bo này mình sửa quen không nói. Hai là nếu như không quen thì phải có bo để đo để đối chiếu, gọi là đối chiếu đấy. Thì bây giờ tôi lấy ví dụ như là cái bo này đi, giả sử bo này đi mà tôi mọi khi tôi sửa tôi biết cái nguồn nó ra 1,1 và hôm nay tôi đo nó lại bằng không đi, chả được vô nào đi, đúng không? Thì đấy là hỏng. Thì từ cái bằng không này thì tôi phải đi tìm xem là tại sao nó lại bằng không, đúng không? Hoặc là nó ra thiếu đi, ví dụ như mọi hôm tôi đo ở chỗ này nó ra 1,1 hôm nay nó ra được có 0,8, đúng không? Thì là hỏng, thì tại sao nó lại ra thiếu? Đấy, ta phải xác định được cái chân của nó nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ rút điện ra, tôi sẽ vẽ cho chúng ta xem nguồn nhá. Rồi, đây các bạn mắt tinh thì có thể không cần cái này nhá. Rõ chưa, chân rõ chưa? Rồi, bây giờ nhá, thứ nhất là cái chân mà nó chỉ mũi tên vào kia đấy nhá, cái chân này này nó chỉ mũi tên vào thì đây là 1, đúng chưa? Đây là 2, đây là 3, 4, 5, 6, đúng chưa? Thế chân 2 này nó chạy ra cái mát rộng rộng này nhá, thì đây là mát của máy này, đúng không? Mát của máy nó mới rộng như này, đúng không? Mát của máy nhá. Chân 1 nó ra cái dấu chấm này nó là ẩn số chưa biết, chân 3 nó là cái dấu chấm này nó là ẩn số chưa biết, chân 4 cũng là cái dấu chấm cũng là ẩn số chưa biết, chân 5 vào đây, vào cái tụ lọc này là đây là chân cấp nguồn, chỉ có chân cấp nguồn nó mới có tụ to như này. Thì cái chân này là chân in, đúng chưa? Chân này chân 6 ra cuộn dây thì đây là chân SV kép, đúng chưa? Thì là được chân nào xào chân đấy, đúng không? Đây, bây giờ mới vẽ ra được chân nào xào chân đấy luôn. Đây, vẽ luôn IC này ra như này, nó chổng ngược lên thì cứ để nguyên 1 đây, 2 đây, 3 đây, 4 đây, 5 đây, 6 đây. Vừa rồi mới xác định là chân 2 là mát, đúng không? Vẽ mát ra. Chân 6 là SV kép, vẽ cuộn dây ra tụ. Chỗ này thì chả cần phải dò biết Vout, giả sử như mình biết cái máy này nó ra 1,1 thì vẽ 1,1V đây. Cuộn dây. Chân 5 là Vin. Tụ kia có thể là tụ bốt này. Không, tụ này không phải tụ bốt, tụ bốt nó bé này. Tụ bốt to như này đâu. Đây. Đây là Vin, đây là chân in. Tại sao lại tôi lại biết là chân in? Tí tôi đo 6 cái chân này, chân nào cao nhất thì đấy là in. Đúng chưa? Cao nhất là in. In nó chỉ có in nó cao nhất thôi, còn thì có chân nào cao hơn in. Đây là in này.
Thì bây giờ ba cái chân này đang là ẩn số thì tôi mới dò tiếp như này. Ba chân này nó đang là ẩn số. Thì một nó đi đâu? Xem đằng sau, hình như đằng sau nó có linh kiện hay sao? À đây, đằng sau nó có mấy con linh kiện này. Đấy, đằng sau nó có đám linh kiện này. Đấy, thấy không? Đằng sau có mấy con linh kiện này này. Đấy. Thì bây giờ là nó lại vòng ra cả đằng sau này nữa này. Nhá, thì bây giờ tôi mới... Đây. Cái con này. Điểm này. Điểm này xem nó chạy ở chân mấy. Điểm này tôi có nhận định như này nhá. Đây là chân mát này. Đúng không? Chắc chắn điểm này nó thông lên chân này như là ở đây này. Đây là hình như là chân số 3 thì phải. Đây là chân số 1 này. Nếu đây là cái cuộn dây này, đầu cuộn dây này thì đây sẽ là tụ bốt này. Nhá. Để tôi phải đo anh hai mặt hai lớp. Như vậy là chân này nó là chân một ở bên trên. Chân một bên trên thì đây nó là đầu bên này là mà thông với cuộn dây. Em giữ thông cuộn dây thì nó là tụ bốt. Rồi, thông với cuộn dây rồi. Thông với đầu tụ này nó là tụ bốt. Con đấy là tụ bốt đấy. Như vậy là chân một là chân bốt. Chân số này chắc là chân 3 rồi, chắc chắn rồi. Chân 3 rồi không phải đo nữa. Xuống mát này. Đi qua hai con trở này này mà bây giờ quay lại cái đầu ra này, đây đầu ra đây để đo đo nó thông với tụ đầu ra này, đúng rồi, thì đây là điện áp ra này, điện áp ra này đi qua điện trở này, con này hình như con tụ sao tụ nó đi qua một con trở song song tụ này. Thì đây là chân FB này, chân số 3 là FB này, như vậy là đây bốt này, đây FB này. Như vậy là chân còn lại nó sẽ là N thôi. Đây thì chân 1 này có cái tụ sang đây này là chân bốt này. Chân 3 này. Chân 3 nó thế này này. Có một con trở xuống mát này. Trở này xuống mát này. Đấy, có một con trở này. Tụ này. Nó lấy điện áp từ đầu ra quay lại này. Thì đây là FB này. Đấy, còn đây là bốt này. Bốt này. Đây là SP kép này. Đây là in này. Thì còn mỗi chân thì nó chắc chắn là N rồi. Đúng không? Bởi vì chân N không bao giờ thiếu nhá, bất kể nguồn nào phải có chân N. Thì mình kiểm tra mình đây, đây là G là D này. Đây là N này. Đấy. N này thì xem nó có điện trở gì không. Đấy, thì bây giờ là tìm cái chân này là nó đi đâu này. Đây là 5V. Nó thế này. Đấy, tức là nó thế này. Nó lấy điện từ đây. Đây, chân này nó có một con trở sang chân này. Đây nó lấy điện từ đây. Nó đi qua con trở này, đi qua cái tụ này, xuống mát này, đây là N. Đấy, như vậy là, đấy, nó như thế này. Nếu mà nó tất cả nó ở bên trên thì mình kiểm tra nó nhanh hơn, mình dò nó nhanh hơn. Này nó chia một lửa xuống dưới.